Khắc Long kính chào các cô chú anh chị đang xem kênh Khắc Long TV. Vâng, hôm nay Khắc Long cùng gia đình vào thăm quan chợ đêm Rạch Giá Kiên Giang. Vâng, Khắc Long xin kính mời các cô chú anh chị cùng đồng hành với gia đình Khắc Long để vào tham quan và sắm đồ chợ Rạch Giá Kiên Giang. Đây là khu đô thị Phú Cường ở thành phố Rạch Giá. Vâng, đi cùng của anh Trần Hiếu Long quận 7 có chị Nguyễn Thị Khương. Oxin cao cấp. Hôm nay hết oxin rồi, hôm nay là đẹp gái mà. Hôm nay thành tiểu thư đài các của thế kỷ chứ mà. Xin chào em Quỳnh. Em Quỳnh đang đi đâu ấy? Đẹp hết đấy. Cái này là bà mua cho hai đứa cháu nó một cái đi bà. Có cái màu vàng ở đây đó là bà mua một cái màu vàng với một cái. Cái trên này đẹp này. Cái này nhưng mà nó dày nó nóng lắm. Nó có nóng không? Nóng thì có. Cái này là đẹp, cái này là tiểu thơ. Đấy là kiểu này mát này, kiểu đẹp này. Cái này nó gọi là mát này, mát là không, không cái đó là vậy chứ nó không bằng cái kia đâu. Cái này nó không có thấm. Mà cái kia màu, cái kia màu xấu à. Cái này thấm mồ hôi rồi. Ờ, màu này còn được à. Con lấy con dê này. Cái này nóng à? Cái này mát mà. Cái này là con nó hồng ở nhà con bé lớn. Cái này là đấy, em bé này đấy, mua cho em bé này đấy. Đi bà Ngân đi. Khổ lắm, con đừng có đụng tới cái đẩy con té tội nghiệp con. Đi kia đây. Thì mới quýnh tao luôn. Cái này con đỡ. Ta nói nó cái nó phải thẳng quýnh tao liền. Cái hồng này, cái này con đỡ cho mày mặc được nè. Mà thôi nó không mặc quẩy đâu, tưởng nó đụng bên tai lắm. Bà chỉ mua cái đứa nhỏ này thôi. Bà mua cháu mua mấy bộ này nè. Mua cháu này nè. Vừa rẻ vừa đẹp. 35 mà 400. Đấy. Mà có nó rẻ. 35.000 bộ. Một xanh được một đống rồi đó nha. Mua mua này cái hả? Đi dục. Không. Bao nhiêu mà bộ này? 35 mà 400 à? 3 bộ 100. Này. Cho em mượn. Ở trong thì nó có tay. Nó được cái mắt kìa. Vậy đấy, đúng rồi. Thử vừa, hình như cái là hơi rộng đó. Thử ba bộ thì lấy mỗi loại một màu. Đúng rồi, một màu đẹp, đúng cái này vừa này. Đấy. Đấy, dạ, màu đẹp đó. Cái này hơi rộng thôi mà. Cái này là đẹp nhỏ. Màu hồng này đẹp này con này. Mát này nhỉ. Ừ, màu này đẹp mát. Đấy nhá. Thử á, mặc thử đi. Cởi giá mặc thử đi. Vào trong đấy, vào trong đấy thử coi này. Cần gì thì cầm bao cắm này. Đứng đấy, thế này. Đưa cái đứa này bố cầm nhá. Đứa kia bố cầm nhá. Ừ. Không bố từng cho em bé mượn nhá. Ừ. Quá mát quá. Quá như nào có vừa không nè? Quá chắc là vừa đấy. Hơi ngắn đi đâu. Cũng được. Nó dài nha. À, thôi vậy được thôi. Biết mua mấy bộ này cho mặt này cũng mặt đậm. Đấy vừa đâu cái hồng hồng ở đây đâu. Hồng chấm chấm nè. Hồng chấm chấm ở trong nè. Cái này dài quá. Cái này mặc dù không có đẹp. Cái này dài quá. Vâng. Rồi đấy. Cái này nha. Đâu còn thích cái này không? Đây vậy thôi. Kia nè, chấm nha.
Để con chọn đi. Đâu, con thích màu nào? Cái này đúng không? Ba cái. Cái này hơi bé. Ừ, còn cái hậu. À. Để bố giữ cho á, yên tâm, bố giữ cho, để bố giữ cho. Em bé là gớm ghê lắm. À, cái này là của chị Quỳnh nhé. À. Đấy, mua mấy nào, mua mấy cái. Lấy cái màu đỏ đi em à. Đấy, bà ngoại mua ba cái áo tặng cho em Quỳnh nhé. Mua cho con cái hồng hai đứa mỗi đứa 100. Dạ. À, hai đứa 200. Ba cái. Đây. Hôm nay em Quỳnh đã mua mấy áo rồi, mấy váy rồi? Ba cái. Ai mua cho em đấy? Bà ngoại. Bà ngoại mua cho em đúng không? Con đến cảm ơn bà đi. Cảm ơn bà đi. Đi cảm ơn bà, thưa bà gái. Ừ, bà mua đấy. Ngại. Dạ. Đâu bà chưa nghe thấy. Cảm ơn lại đi. Cảm ơn bà kìa. Cháu cảm ơn bà. Mua quần áo cho cháu. Cháu hổ. Cô cho em bé mượn không? Không ạ. Ngoài kia. Tất cả 35 ngàn hết. Áo 35, quần 35, bộ đồ 35. Vâng, các cô chú anh chị, quần áo ở đây rất rẻ quý vị. Chỉ có 35k một bộ này. Một quần, một áo hay một bộ cũng chỉ là 35k thôi. Quán nào cũng 35k hết. Và rất là đẹp. À, đồ bộ 35k này.
Cho em Quỳnh cầm mấy lắm em Quỳnh ơi. Muốn cầm nữa không? Nói chung là chỉ mặc quần áo thôi, cho nó dễ, đỡ mỗi cái lấy vừa lấy mình váy quần áo. Trời ơi, mua quần áo này quần áo cũng 35 cả. 35 hết. Nhà mình mua mấy cục thì 150 thôi. Nhưng mà cái chất đấy này là con ăn ở. Cũng như nhau á. Chất như nhau hết. Không, chất khác. Tại à. Bây giờ nó cũng rẻ hơn đó. Chợ đêm mới nó cũng rẻ. Giống như đi chợ Đà Lạt ấy, nó cũng rẻ hay bèo ấy. Đồ đẹp như vậy. Nhưng mua cá bò mặc mãi. Ừ. Cái con trai với con dâu không? Biết mua cái gì? Con biết à? Ừ, mày biết thì mày chọn cho em đi. Ừ, nghĩa là con biết của cái ấy thôi. À. Mình có dán màn hình không anh ạ? Có dán màn hình không? Có dán màn hình không? Linh ra đây mẹ.